chương 811 thấm tử nhân một Chỉ hề nhìn tận mắt thư sinh áo xanh đi ra ảo cảnh ở ngoài, nàng khẩn cấp biến ảo hồi hình người. Nàng quay người lại, liền chứng kiến trên giường thấm tử nhân. Lúc này nàng hai tròng mắt là mở ra, hoàn toàn không có ngủ dáng vẻ. Nàng nhìn thấy chỉ hề, bỗng nhiên đứng lên. Người là ai? Người tại sao lại ở chỗ này? thấm tử nhân thần sắc biến đổi, không có vừa mới ôn, uyển trên trán còn mang theo một tia vẻ ngoan lệ. Vân triệt ở đâu, chỉ hề hỏi, thấm tử nhân trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người là ai, người làm sao biết vân triệt? Vân triệt là ta nhi tử, ta là tư mệnh, chỉ hề để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Thấm tử nhân nghe nói như thế kinh ngạc không thôi, còn có chút khó có thể tin. Tư mệnh, rất hiển nhiên nàng cũng không biết tư mệnh là ai thương lăng giao cho người chiếu cố là ta nhi tử thấm tử nhân mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngẫu nhiên bắt đầu quan sát chỉ hề tới không giống với người khác lần thứ nhất quan sát tư mệnh thời điểm thấy là nàng tấm kia bình thản không có gì lạ khuôn mặt thấm tử nhân lần đầu tiên nhìn thấy là nàng chấn định còn có nàng tức giận phách nếu như thương lăng không nói ai cũng không có cách nào khác biết được vân triệt sự tình ngay cả đối hắn nàng cũng không có nói thật thấm tử nhân lần đầu tiên nhìn thấy là nàng chấn định còn có nàng tức giận phách nếu như thương lăng không nói ai cũng không có cách nào khác biết được vân triệt sự tình ngay cả đối hắn nàng cũng không có nói thật thật xin lỗi ta có phụ thương lăng nhờ và ta không có bảo vệ tốt vân triệt nhắc tới vân triệt thấm tử nhân thần sắc liền hổ thẹn không thôi thôi ta cũng không có bảo vệ tốt hắn không có tư cách trách cứ ngươi chỉ hề thở dài một hơi ngươi là làm sao tiến đến Thấm tử nhân đột nhiên hỏi. Tiến đến, chỉ hề ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiến nhập cái này ảo cảnh. Thấm tử nhân thần sắc rất bình tĩnh. Nghe nói như thế, chỉ hề kinh ngạc hơn. Người biết người bị vây ở ảo cảnh bên trong. Ta không ngốc ta biết. Nhưng hắn không chịu thả ta, ta sẽ tự bỏ ra không đi. Thấm tử nhân trong thần sắc một mảnh đau thương. Nàng nhạt trong mắt màu tím như nhau hoa tử đằng, nhàn nhạt. Không trương dương, lại tự có bộ dạng thướt tha. Vậy ngươi định làm như thế nào? làm sao bây giờ? Vân triệt trong tay hắn, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta liền trực tiếp bả nơi đây hủy. Thấm tử nhân cười khổ một tiếng, trong mắt trong lòng, đều là châm chọc. Chứng kiến dạng này thấm tử nhân, chỉ hề bỗng nhiên có chút không nữa. Nàng có thể cảm thụ được thấm tử nhân cũng là yêu lấy. Yêu lấy, cũng thanh tình. Thanh tình biết hắn đang gạt tại khốn, đang dùng tận thủ đoạn. Người xác định ở trong tay hắn. Chỉ hề hỏi xác định ngày đó ta bị hắn lừa gạt đến nơi đây, vào dưới đất cung điện, tiến nhập mộng cảnh, ở trong giấc mộng vân triệt bị trộm đi. Ra mộng cảnh, lại bị lừa gạt vào ảo cảnh. Thấm tử nhân tự diễu cười ta là không phải rất ngu, rất nực cười. Người thương hắn, hắn đã có tâm lừa người yêu lấy, còn muốn hoài nghi, đổi ai, ai đều chịu không? Chỉ hề than nhẹ, nếu ta ly khai, quyết không trở về nữa. Thấm tử nhân trên mặt một mảnh quyết tuyệt chỉ hề đột nhiên cảm giác được đúng là như vậy, cái kia thư sinh áo xanh mới không chịu thả người đi. Chúng ta đi ra ngoài trước, trước tiên đem Vân Triệt tìm được. Tốt ta mang người đi ra ngoài, chỉ hề quay người lại đi ở phía trước. Phía sau nàng, thấm tử nhân trong đôi mắt hiện lên chút hoài nghi. Chỉ hề mang theo nàng hai cái tải trong ảo cảnh rất nhanh xuyên qua, sau một lát bốn phía cảnh tượng biến đổi. Các nàng xuất hiện ở dưới đất trong cung điện đột nhiên, phía sau nàng một đạo sắc bén pháp lực hướng phía nàng tấn công mạnh mà đến. Chỉ hề đột nhiên xoay người, đưa tay ngăn thấm tử nhân pháp thuật. Cảnh 812, thấm tử nhân hai chỉ hề khiếp sợ nhìn thấm tử nhân. Người điên, tại sao muốn đánh lén ta? Thấm tử nhân nét mặt lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Ta thật tốt lừa gạt đến người người đều lừa gạt ta sao? Ta lừa ngươi, chỉ hề vặn lên chân mày thấm tử nhân cùng chỉ hề hai người cũng đứng rất mở, lẫn nhau đề phòng đối phương. Lẫn nhau ở giữa dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Cái này ảo cảnh ta đi không sai biệt lắm nửa tháng, ta biết sau lưng nó trận pháp có nhiều tinh diệu. Ta nghiên cứu lâu như vậy, đều không có đi ra khỏi đi, ngươi không cảm thấy ngươi đi được quá thuận lợi sao? Thấm tử nhân nhìn chỉ hề, trong mắt tất cả đều là hoài nghi và cảnh giác chỉ hề sững sờ nàng vẫn luôn cảm thấy trận pháp này nàng rất quen thuộc thế nhưng chuyện quá khẩn cấp nàng vẫn luôn không có suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ thấm tử nhân đưa ra nghi vấn nàng lại lập tức không có cách nào phản bác trong lòng nàng cũng nghi hoặc thế nhưng trên mặt nàng không thể biểu lộ ra nàng thần sắc như thường phi thường chấn định ta không có lừa ngươi trận pháp sự tình ta về sau lại giải thích với ngươi hiện tại trước tìm vân triệt quan trọng hơn chỉ hề xoay người muốn đi nhưng mà một chuỗi cây từ đằng rơi đi ra trực tiếp ngăn lại nàng lối đi người nghĩ thế nào chỉ hề đột nhiên xoay người người nói nếu là ta bắt lại ngươi đi cùng yêu giới người đổi vân triệt bọn hắn có thể hay không đổi thấm tử nhân nhếch miệng lên làm sao có thể hội đổi ta cũng không phải yêu thật sao một cái có thể bày ra tinh diệu như vậy trận pháp người tại sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ địa vị cũng nhất định không thể tầm thường so sánh ta không tin yêu giới hội bỏ ngươi tại không để ý. Thấm tử nhân nói xong bay thẳng đến chỉ hề công tới. Chỉ hề chút ngừng lông mi, trong tay pháp thuật đánh, ngăn trở thấm tử nhân công kích. Thấm tử nhân cổ tay truyền một cái, từng chuỗi hoa tử đằng bay múa hướng phía chỉ hề quấn quanh mà đi. Chỉ thấy nàng bị vây ở trong ảo cảnh căn bản ra không được, bây giờ nàng đã đi ra, nàng không cố kỵ gì. Chứng kiến thấm tử nhân không buông tha, chỉ hề trong lòng cũng phát cáu ta nói, chuyện này không có quan hệ gì với ta, nếu ngươi không tin không nên vướng víu, động thủ là được. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có vài phần năng lực. Thấm tử nhân trong tay cây tử đằng càng duỗi càng dài, đem toàn bộ dưới đất cung điện tất cả đều bao trùm. Hoa tử đằng mặc dù mềm mại thế nhưng thật dài một chuỗi, ùn ùn kéo đến mà đến. Đem chỉ hề hoàn toàn bao vây lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thấm tử nhân vung tay lên, sở hữu mềm mại cánh hoa trong nháy mắt biến thành cứng rắn thật nhỏ lưỡi dao hướng phía chỉ hề mãnh liệt đâm đi qua. Chỉ hề cổ tay vung lên phía sau nàng xuất hiện một con chu tước hư ảnh, một tiếng tước minh vang lên, đại hỏa từ nàng quanh thân đột nhiên bung ra. Chu tước chi hỏa đại thịnh đem xung quanh hoa từ đằng cánh hoa trong nháy mắt cháy, dọi sáng các nàng ở nơi này hạ cung điện. Thấm tử nhân kinh ngạc nhìn chỉ hề, thân hình lóe lên. Tách ra khí thế hung hung hỏa diễm trên người ngươi lại có chu tước hỏa diễm. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trầm xuống, các ngươi bà chu tước làm sao? Chỉ hề vừa nghe cũng biết thấm tử nhân tại hoài nghi nàng bà chu tước tiền bối cho hại. Bây giờ nàng nói cái gì thấm tử nhân cũng sẽ không lại tin, đã như vậy nàng cũng lười giải thích cái gì. Thật không nghĩ tới. Các người yêu giới vậy mà đã càn rỡ tới mức như thế. Thấm tử nhân nhíu mày lại, trong tay tử quang đại thịnh toàn thân đều đang phát tán ra lợi hại tử quang. Trong nháy mắt, sở hữu cây tử đằng bỗng nhiên vừa thu lại, chịu đựng chu tước chi hỏa, đem chỉ hề trùng điệp quấn quanh. Ngày tại Trường 813, Thấm Tử Nhân 3 Chỉ hề thật không ngờ Thấm Tử Nhân pháp lực thật không ngờ cao cường. Nàng chân thân là cây tử đằng, cây tử đằng là mộc mà chu tước chi hỏa là hỏa. Thấm Tử Nhân ở trước mặt nàng vốn không chiếm yêu thế gì. Thế nhưng bây giờ thấm tử nhân lại đưa nàng vây khốn, để cho nàng rơi vào hoàn cảnh xấu bên trong chỉ hề ngưng lông mi tử quang hướng phía nàng càng ép càng chặt. Mà nàng bị cây tử đằng gắt gao vây khốn, không thể động đậy. Nàng hô hấp dồn dập cả người khí thức rất không ổn định. Thấm tử nhân hai tay vung lên, tử quang đâm vào chỉ hề trên người. Đau đớn đánh tới, tử quang bên trong pháp lực từng đợt sóng rót vào trong cơ thể nàng, gần như đưa nàng ép vào tiệt lộ. Đột nhiên, tử quang rót vào nàng trong đầu, dường như có thứ gì bị buông lỏng tiếp theo một cái chớp mắt nàng toàn thân lệ khí tăng vọt cả người khí thế bỗng nhiên lớn tiếng. a à, theo chỉ hề kêu gào một tiếng, sở hữu vây khốn nàng cây tử đằng toàn bộ đều bị nổ lên. Cả một mảnh dưới đất cung điện bị tạc được đung đưa thấm tử nhân bị cái này năng lượng thật lớn bạo được lui lại mấy bước che miệng ngực. Nàng ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt trắng bệch ngăn đón chỉ hề. Người quả nhiên không phải yếu. Nàng câu môi lộ ra lau một cái châm chọc nụ cười cả một mảnh dưới đất cung điện bị tạc được đung đưa thấm tử nhân bị cái này năng lượng thật lớn bạo được lui lại mấy bước che miệng ngực. Nàng ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt trắng bệch ngăn đón chỉ hề. Người quả nhiên không phải yếu. Nàng câu môi lộ ra lau một cái châm chọc nụ cười. Thấm tử nhân hai trong mắt nhìn chằm chằm chỉ hề còn có chưa tiêu thất ma khí. Người là ma, người đến cùng là ai? Chỉ hề vừa mới bị thấm tử nhân làm cho gần như không chịu nổi, bây giờ cười ra. Sắc mặt nàng cũng có vài phần tái nhợt. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình cổ tay, phía trên còn lưu lại có từng tia hắc khí. Nàng nhớ kỹ Thanh Ly nói qua với nàng, nàng đã từng bị hại qua dính vào ma khí. Thanh Ly muốn nàng thành thần, vì chính là bóc ra ma khí. Như vậy cái này ma khí. Chỉ hề trong lòng có một loại nói không nên lời quái dị, nàng thở hổn hển, cả đầu đều có chút lộn xộn. Ta chính là ta, ta là tư mệnh, ngươi không tin ta cũng sẽ không giải thích. Không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ hề là mặt lạnh, bây giờ không phải suy nghĩ những khi này, nàng nhất định phải nhanh tìm được Vân Triệt. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở thông đạo địa phương. Hắn đứng ở nơi đó, một thân áo xanh tại đây vẻ mặt đống hỗn độn dưới đất cung điện bên trong, có vẻ càng thanh giật. Hắn trao mày, ánh mắt tại chỉ hề trên người dừng lại trong nháy mắt. Sau đó chuyển qua nàng rơi vào thấm tử nhân trên người. Tử nhân, theo ta đi. Hắn hướng phía thấm tử nhân vươn tay nhưng mà thấm tử nhân khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, lộ ra lau một cái cười nhạt. Có thể sao, không muốn xa cách ta, người muốn ta đều sẽ cho ngươi. Không muốn xa cách không nên ép ta. Chấm chấm. Chuyện cho tới bây giờ, cái này một bộ tình cảnh đặt trước mắt thư sinh áo xanh sở hữu lời nói dối đều bị vạch trần. Người người đi mà nằm mơ à? Bà Vân triệt giao ra đây. Thấm tử nhân cắn răng, bưng miệng ngực trong mắt một mảnh ngoan lệ cùng trước kia tại ảo cảnh bên trong diễn trò nàng hoàn toàn khác nhau chứng kiến thấm tử nhân thần sắc, thư sinh áo xanh thân thể khẽ run lên, con người co lên đến, quả đấm không khỏi rất nhanh. Ta không có cướp đi vân triệt ta có đang tìm hắn, ngươi không tin ta sao? Hắn ánh mắt lóe lên thống khổ và dãy rủa Tin ngươi, từ đầu tới đuôi, ngươi ở trước mặt ta trừ lời nói dối. Cũng chỉ có lời nói dối, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tin ngươi. Thấm tử nhân cười nhạt, lời này như là một thanh bén nhọn đao cắm vào thư sinh áo xanh lòng ngực cả người hắn nhìn tuyệt vọng vừa thống khổ. Tử nhân, cho nên người tại ảo cảnh bên trong nói chuyện với ta, đều là giả sao? Ảo cảnh vốn là giả, giả đồ vật bên trong, người còn muốn có thể có thật đi ra. Cảnh 814, hết sức căng thẳng một thư sinh áo xanh lui lại một bước sắc mặt trắng bệch cả người nhìn hết sức thống khổ. Người biết người lời nói, có nhiều đả thương người sao? Giao ra vân triệt ta không muốn lại theo ngươi có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Thấm tử nhân thần sắc quyết tuyệt. Không có một tia chừa chỗ thương lượng. Ta nói vân triệt không ở trong tay ta, ngươi tin không tin. Không tin, thấm tử nhân không chút do dự. Ta nói ta là thật tình nguyện ý hảo hảo đối hắn. Cho dù hắn là ngươi cùng người khác hài tử, ngươi tin không tin. Không tin. Đột nhiên, thư sinh áo xanh cười ha hả, cười đến tuyệt vọng lại thống khổ ngươi luôn là có biện pháp đem ta bị thương sâu nhất nhất triệt đề. Hắn hít sâu một hơi, chân mày vặn, thần sắc trở nên tàn nhẫn lại bé nhọn. Đã ngươi không được hắn, vậy ta cũng không nhất định khách khí nữa. Cùng để ngươi vong ngã, không nếu như để cho ngươi vĩnh viễn hận ta. Cái kia thư sinh áo xanh quay người lại liền hướng về nơi đến thông đạo rời đi. Trong nháy mắt đó, từ lúc một bên mật thiết quan sát đến tình thế chỉ hề bỗng nhiên xuất thủ nàng vô số chu tước lông vũ hướng phía cái kia thư sinh áo xanh mãnh liệt đâm mà đi. Cái kia thư sinh áo xanh đột nhiên quay đầu, pháp lực đưa tới, đinh 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 mấy đạo tiếng vang, ngăn chỉ hề chu tước lông vũ. Hắn cao mày nhìn chằm chằm chỉ hề, người điên, chuyện của ta, người đừng có quản, người sự tình ta không muốn quản, xin cứ người giao ra vân triệt. Chỉ hề hai đầu lông mày hiện lên một tia sát khí, bất kỳ cái gì muốn động vân triệt tính mệnh người, nàng sẽ không mềm tay. Người muốn hắn làm cái gì? không có quan hệ gì với ngươi, vậy thì đi Diêm Vương Điện tìm hắn, thư sinh áo xanh nét mặt tất cả đều là tức giận. Hắn quay người lại lại phát hiện thấm tử nhân chẳng biết lúc nào đã đi đến phía sau hắn. Thấm tử nhân cùng chỉ hề hai người một trước một sau đem hắn giáp công. Thư sinh áo xanh sắc mặt chợt trở nên hết sức khó coi. Các người nhất định phải đối ta động thủ sao? Giao ra vân triệt, thấm tử nhân cùng chỉ hề hai người chăm miệng một lời nói. Tốt tốt, ha ha ha. Thư sinh áo xanh cười ha hà, trong nháy mắt trên người hắn khí tức tăng vọt, hắc sắc ma khí đưa hắn từng khúc quanh quần để cho cả người hắn nhìn mười phần khủng bố. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp, hắn nhẹ nhàng ném đi, đem cái hộp ném đến giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, thư sinh áo xanh khí tức toàn thân nổ lên đến. Ngay sau đó, thân thể hắn nổ lên tới. Huyết nhục bay tán loạn bên trong, còn có thanh sắc tay áo phiêu phiêu, nhìn càng thống khổ quyết tuyệt nổ lớn làm cho cả dưới đất cung điện đều run rẩy. Chỉ thấy tại hắn tiêu thất địa phương, một đạo huyền quang dần dần nhấp nhoáng đến, một người mặc màu đen trường bào, nhận và giữ một thanh trường kiếm nam tử xuất hiện. Hắn trên chán còn có một cái hắc sắc đường dài, một mực từ cái chán lan tràn đến trên chán. Hắn khuôn mặt vẫn là thư sinh áo xanh dáng dấp thế nhưng toàn thân khí thế cũng đã thật to khác biệt. Nếu thư sinh áo xanh trên người còn có mấy phần phiêu giật còn có mấy phần ôn nhu như vậy lúc này cái này nhân thân bên trên chỉ có lệ khí sát khí cùng ma khí chỉ hề kinh ngạc nhìn người trước mắt thấm tử nhân mặt mày bên trong còn có mấy phần vẻ thống khổ lúc này tại phía sau bọn họ một đạo xinh đẹp quyến rũ giọng nữ truyền tới yêu giới đệ tứ điện chủ tu la dị tà tử chúng ta sát giới thiên đại nhân có thể rốt cục bằng lòng trở về đâu ma quân chờ ngươi thật lâu lúc này ba người nhất tề quay đầu chỉ thấy một thân hồng y chu huyền nguyệt đạp xinh đẹp tiến độ cười đi tới Chu Huyền Nguyệt gia nhập để cho hai trọi một tình thế lập tức biến thành hai đấu hai. Nguyên bản thấm tử nhân cùng chỉ hề vừa mới đánh đập tàn nhẫn, hai người đều tổn thương nguyên khí. Lập tức phải đối phó Chu Huyền Nguyệt cùng sát giới thiên áp lực chợt gia tăng mãnh liệt. Ở nơi này dương cung bạt kiếm trong không khí sốt sắng, Chu Huyền Nguyệt câu môi cười, lại mở miệng. Ai nha, không nghĩ tới tiểu hề hề người cũng tiến vào. Chu Huyền Nguyệt che miệng cười nói. Chỉ hề nhéo lông mày, mím môi không nói hiện tại là thế nào đâu ba người chúng ta trước tiên đem cái này thần nữ giết sau đó sẽ phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết chuyện còn lại chu huyền nguyệt nói xong nhích sang bên đi một bước nàng đi lần này tình thế trước mặt liền biến nguyên bản hai đấu hai lập tức biến thành ba chọi một thấm tử nhân một cá nhân bị ba người vây lại thấm tử nhân rất nhanh lòng bàn tay cả người đều run rẩy sắc mặt nàng trắng bệch nhưng khí thế lại không giảm ba đánh một sao Thấm tử nhân cười rộ lên, không nghĩ tới ta còn có dạng này cơ hội, đơn đấu tam đại ma đầu. Nhưng, lúc này chỉ hề nhích sang bên đi một bước cải biến toàn bộ xếp hàng cùng bố cục. Nàng đi lần này, liền từ ba trọi một biến thành hai đấu hai. Ba đánh một sao, thấm tử nhân cười rộ lên, không nghĩ tới ta còn có dạng này cơ hội, đơn đấu tam đại ma đầu. Nhưng, lúc này chỉ hề nhích sang bên đi một bước cải biến toàn bộ xếp hàng cùng bố cục. Nàng đi lần này, liền từ ba trọi một biến thành hai đấu hai ta bất kể hắn, nhưng bây giờ ta và ngươi tồn tại cùng nhau mục tiêu, mặc kệ ngươi tin không tin. Chỉ hề nhìn thấm tử nhân thần sắc rất là bình tĩnh. Thấm tử nhân lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nàng thật không ngờ chỉ hề lúc này vậy mà lại giúp nàng. Nếu nói là đây là bọn hắn tự biên tự diễn một vỡ tuồng, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Bây giờ yêu khuyết rõ ràng như vậy, nàng lại không có gì có thể đồ, lừa nàng không có ý nghĩa. Ai nha nha, tiểu hề hề, người cái này cách làm gọi ta thật đau lòng đây. Chu huyền nguyệt mặc dù ngoài miệng nói như thế, trên mặt lại không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc có thể thấy được trong lòng hắn, chỉ hề cùng với nàng nguyên bản cũng không phải một người. Thường tâm tính là gì, thương thân mới đáng sợ. Chỉ hề cười lạnh một tiếng. Ôi, tiểu hề hề thật là dữ, tỷ tỷ tuyệt không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi cũng không cần ghi hận tỷ tỷ ta, biết không? Ta xưa nay không ghi hận người chết. Chu Huyền Nguyệt nghe nói như thế cũng không tức giận, ngược lại cười rộ lên. Không bằng dạng này, ta không nỡ cùng tiểu hề hề động thủ, ta nghĩ sát giới thiên cũng không nỡ tổn thương hắn tiểu tình nhân, cho nên ta tới thu thập cái kia thanh cao thần nữ, nhỏ như vậy như vậy. Người giống như sát giới thiên so chiêu một chút rồi. Ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Lúc này, chỉ hề giơ tay lên, chuẩn bị muốn ngừng tụ lại một đạo pháp lực thời điểm, đột nhiên từng đạo mặc hương từ bên trong lối đi bay ra. Chỉ thấy sắc mặt trắng bệch khuôn mặt vừa dại vừa nhọn để ngũ điện chủ quỳ bút họa hồn âm vô độc bay ra. Muốn đánh nhau, làm sao ít ta đây? Âm vô độc phiêu ở giữa không trung chọn cái vị trí rơi xuống. Hắn đánh một trận định, nguyên bản hai đấu hai, lập tức biến thành ba đối hai. Nguyên bản là ở thế yếu thấm tử nhân cùng chỉ hề, tình thế trở nên càng thêm không xong. Ai nha nha, thực sự là khi dễ người A. À. Chu huyền nguyệt che miệng cười rộ lên, thanh âm the thế lại xinh đẹp nhưng mà ta liền thích làm khi dễ người sự tình, ai kêu ta. Chấm chấm, không phải hảo nhân, vậy còn chờ gì, động thủ. Âm vô độc trong tay họa bút vung lên, một đạo mực nước ở giữa không trung ngưng tụ lại tới. Chỉ hề cùng thấm tử nhân đối mặt liếc mắt, hai người đạt thành nhất trí. Mỗi người tâm đều chặt, bầu không khí giống như một cây buộc chặt dây, hết sức căng thẳng. Khi dễ người sự tình, ta cũng ưa thích làm, có đỡ đánh, có thể nào thiếu ta cảnh 816, hết sức căng thẳng ba thanh âm vừa ra, tất cả mọi người không khỏi quay đầu. Chỉ thấy một cái hồn phách từ bên trong lối đi bay ra. Một bộ tiết trắng áo dài, như vạn năm không thay đổi sông băng, tại phía xa phàm trần ở ngoài. Chứng kiến thương lăng, trừ chỉ hề bên ngoài bốn người nét mặt đều, khiếp sợ không thôi. Trước đó không có ai nghe nói qua, càng không ai thấy qua thương lăng, hắn làm sao lại bỗng nhiên tới đâu. Hắn vừa đến, bây giờ toàn bộ chiến cuộc phát sinh cực đại xoay chuyển Thương lăng trực tiếp bay tới chỉ hề bên người, dừng lại. Hiện tại hình thức từ 2 đối 3 trực tiếp biến thành 3 đối 3. Cái này thay đổi thay đổi đối yêu giới người mà nói, không thể nghi ngờ đà kích thật lớn, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Âm vô độc cùng Chu Huyền Nguyệt lui ra phía sau hai bước. Hai người vị trí đứng càng tới gần một ít. Bây giờ thương lăng chỉ là hồn phách, không phải chân thân, pháp lực không bằng từ trước, một trận chiến này chưa chắc không thể thắng. Sát giới thiên nắm trường kiếm trong tay nét mặt vòng quanh từng tia ma khí, thử nhìn một chút cũng biết, thường lăng hai tay mở ra. Nhưng vào lúc này, thường lăng xuất thủ trước nhất đánh vỡ song phương rằng co. Trong nháy mắt toàn bộ dưới đất cung điện bên trong, một mảnh hoa tiết bay tán loạn, băng lãnh gió lạnh mãnh liệt hiu hiu. Hai bên vách tường bỏ lên trên từng khúc băng xương, hàn ý từng tia từng tia rót vào cốt tùy sát giới thiên trường kiếm vung lên vô số hắc sắc tiểu kiếm hướng phía cung điện bên trong kết băng thạch bích mãnh liệt đâm mà đi lớp băng cùng hắc kiếm rằng co lấy sát giới thiên đầu tiên hướng phía thương lăng công đi lên trong nháy mắt hai người đều chiến đấu cùng một chỗ thương lăng chỉ có hồn phách so với mang theo chân thân cùng bảo kiếm sát giới thiên hoàn cảnh xấu hết sức rõ ràng thế nhưng dựa vào hắn cường đại linh hồn chi lực hắn còn có thể cùng sát giới thiên rằng co chứng kiến sát giới thiên, chỉ hề cuối cùng cũng biết thương lăng lúc đó một người treo lên đánh ba cái thất ma điện chủ thời điểm nói câu kia, lợi hại đều không tới là có ý gì. So với chu huyền nguyệt cùng âm vô độc sát giới thiên pháp lực cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chớ đừng nhắc tới cùng hoa phi miêu dạng này thay thế bổ sung so. Thương lăng đối đầu sát giới thiên đồng thời, chỉ hề đối đầu chu huyền nguyệt mà thấm tử nhân đối đầu âm vô độc. Thấm tử nhân pháp lực rất cao, nếu như nàng không có thụ thương, hoàn toàn có thể rất nhanh kết thúc đối chiến. Nhưng lúc này, nàng vẫn còn ở một mảnh cây tử đằng trong biển hoa. Cùng âm vô độc mốc đấu tranh. Chu huyền nguyệt cùng chỉ hề giao thủ trong nháy mắt. Chu huyền nguyệt biến sắc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Là bởi vì người tình lang ở chỗ này, cho nên không nỡ làm thật sao? Vẫn là, người đối tỷ tỷ thật còn lưu lại tình ý đâu. Chu huyền nguyệt thanh âm nhẹ nhàng tiến nhập chỉ hề trong tai chỉ hề sững sờ nghe nàng ý tứ chính mình lẽ nào hẳn rất lợi hại sao trong lòng nàng mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc ta từ trước đến nay thương hoa tiếc ngọc người không biết sao ừm vậy thì đa tạ tiểu hề hề a à, phần ân tình này tỷ tỷ nhớ kỹ đây chu huyền nguyệt cười hướng chỉ hề ném cái mặt mày chỉ hề rút rút khóe miệng không nhìn thẳng xuống tiểu hề hề người thật rất có bản lĩnh này cũng để người bà thương lăng bắt lại chu huyền nguyệt cười rộ lên chỉ hề yên lặng không nói. Nhưng có một số việc tỉ tỉ được nhắc nhở ngươi, một chữ tình, nhất là lầm người, chớ đem chính mình rơi vào đi, cuối cùng giỏ che mốc nước, công dã tràng. Chỉ hề cau mày, trong lòng nổi lên một tia dị dạng. Trường 817, ai vào ai mộng một. Chứng kiến chỉ hề trầm mặc như trước, chu huyền nguyệt cười cười, nét mặt biểu lộ vài phần mị sắc. Cảm tình thứ này, nhìn thấu, khống chế, mới có thể như cá gặp nước. Hãm sâu, mê thất chỉ có thể bị đùa chơi chết ở bên trong. xem ra ngươi là cao thủ. ta chỉ là nhìn thấu, xa không nói. cái kia giao cơ chính là bị chính mình ngu xuẩn chết ngươi nhưng đừng bước nàng theo gót. người quản tốt chính mình là được. chỉ hề sắc mặt lạnh lùng, đối nàng không tán đồng cũng không cự tuyệt bảo trì cái này một loại thập phần vi diệu quan hệ. chu huyền nguyệt cho rằng chỉ hề tại gặp dịp thì chơi, không có đối với nàng hạ tử thủ, nàng xuất thủ cũng dần dần không có nghiêm túc như vậy hắn hai đôi đều đánh cho khí thế ngất trời. Duy chỉ có chỉ hề cùng Chu Huyền Nguyệt giống như chơi đùa, ai cũng không có quá nghiêm túc. Chu Huyền Nguyệt vì sao cùng với nàng lôi kéo làm quen, nàng không biết. Nhưng nếu như có thể lừa gạt Chu Huyền Nguyệt tín nhiệm, lưu lại một người tình. Đến lúc đó nếu Vân Triệt rơi vào yêu giới trong tay, nàng còn có thể tìm Chu Huyền Nguyệt. Chỉ cần, chỉ cần yêu giới không biết Vân Triệt là nàng và thương lăng hài tử, Vân Triệt liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ hề ở trong lòng tính toán, đột nhiên một tiếng thanh thúy khóc nỉ non ở dưới đất cung điện trong thông đạo truyền đến. Chỉ một thoáng, truyền vào trong kịch chiến sáu người trong tai. Chỉ cần yêu giới không biết Vân Triệt là nàng và thương lăng hài tử, Vân Triệt liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ hề ở trong lòng tính toán, đột nhiên, một tiếng thanh thúy khóc nỉ non ở dưới đất cung điện trong thông đạo truyền đến. Chỉ một thoáng, truyền vào trong kịch chiến sáu người trong tai. Chỉ hề thân hình dừng lại, bỗng nhiên lui lại một bước tâm đập mạnh. Tại sao có thể có tiểu hài tử tiếng khóc? Chu Huyền Nguyệt biến sắc, nàng quay đầu nhìn về phía sát giới thiên. Là ngươi tình nhân cái kia con hoang. Chu Huyền Nguyệt vừa dứt lời, tiếp theo một cái chớp mắt ba đạo pháp lực từ ba cái phương hướng khác nhau hướng phía nàng đánh tới. Sắc mặt nàng chợt biến, cả người lại tránh cũng không thể tránh. Bị pháp lực đánh trúng, thân thể nàng bị bỗng nhiên ném đến bên tường. Phó lộn rơi xuống đất nàng ngẩng đầu một cái liền thấy vừa mới xuất thủ đối phó nàng ba người nhanh chóng rút đi hướng phía thanh âm phát sinh địa phương chạy nàng ngẩng đầu chùi miệng một cái sừng bên máu không liền nói câu con hoang sao nữ nhân kia đánh ta coi như tiểu hề hề cùng thương lăng lại là có ý gì còn muốn ta kéo ngươi sát giới thiên theo đuổi theo âm vô độc tấm kia trắng bạch khuôn mặt lập tức kéo dài hạ xuống không dùng chu huyền nguyệt xoay người dựng lên bưng miệng ngực cũng theo đuổi theo đuổi theo sát chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chỉ hề cùng thương lăng phản ứng qua kích, âm vô độc nhìn Chu Huyền Nguyệt đuổi theo, hắn cũng không còn lưu lại. Xuyên qua thông đạo sau đó, chỉ hề đột nhiên tiến nhập một cái khủng bố tu la chiến trường bên trong. Nàng đột nhiên hồi quá mức người sau lưng đã tất cả đều không thấy. Nàng nhắm mắt lại hít sâu, cảm thụ cả một cái nàng nơi này địa phương. Không phải ảo cảnh trận pháp. Cái kia cho nên, nàng là trong mộng. Chỉ hề đột nhiên mở hai mắt ra, rõ ràng là đuổi theo Vân Triệt tiếng khóc qua đây, làm sao lại tiến nhập trong mộng đâu. Chẳng lẽ, Vân Triệt, cũng ở trong giấc mộng, nàng tâm thần dùng mình, cất bước tại tu la chiến trường bên trong đi tới. Chỉ thấy một mảnh cháy đen nham thạch trong thâm sơn, dưới đất mang theo từng đạo khe hở, trong cây khe, nham thạch nóng chảy cổn động. Toàn bộ địa phương đều bị một cổ dày đặc ma khí đè nén. Chỉ hề cơ hồ bị ép tới không thở nổi chẳng biết tại sao, nàng tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cái chỗ này nàng không có ký ức rồi lại như là đã tới đồng dạng. Nàng dẫn theo một lòng, tiếp tục hướng ma khí u mịch địa phương đi sâu vào. Đi tới bên trong sau đó, nàng chợt phát hiện tại chỗ sâu nhất, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn địa phương, tựa hồ có một khối đặc biệt địa phương. Cành 818, ai vào ai mộng hai nàng tâm đập mạnh. Nàng đang muốn hướng phía cây kia một vùng đi tới. Chỉ hề nàng nghe được có người đang gọi nàng nàng vừa quay đầu lại vậy mà chứng kiến một thân hồng y cần tu hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại hoàn mỹ trên gương mặt mang theo một ít trách cứ không phải đã nói không cần tới nơi này sao ta chỉ hề tâm đột nhiên đau lúc này cần tu đi tới trước gót chân nàng dắt tay nàng mang theo nàng bay ra ngoài nháy mắt sau đó mà khi u mịch tu la chàng tiêu thất xuất hiện ở trước mắt nàng là một mảnh cao vót vách núi nàng vừa quay đầu lại lại phát hiện cần tu đã không thấy thân ảnh nàng nhớ tới lần trước tiến nhập mộng cảnh kinh lịch mộng cảnh là một tên tiếp theo một tên đi ra mỗi một giấc mơ cũng không lớn nổi cho nên nàng hiện tại là từ thượng một giấc mơ đi tới hạ một giấc mơ vừa mới cái kia mộng cảnh là cần tu sao hắn cũng đã tới cái này dưới đất cung điện hắn đều làm cái gì lâu như vậy tới nay chỉ hề lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like cần tu phía sau vậy mà cũng cất giấu bí mật hắn lần trước mất tích hắn về sau xuất hiện ở nam châu bây giờ lại đã tới cái này dưới đất cung điện đột nhiên chỉ hề tâm tư bị hét thảm một tiếng âm thanh cắt đứt a à, nàng ngẩng đầu chứng kiến bên cạnh vách núi đứng một cái thư sinh áo xanh trước mặt hắn thấm tử nhân chính bứt tuyệt nhìn hắn thấm tử nhân trong tay sáng một tia sáng tím tử quang tại đây bỗng nhiên rót vào sát giới thiên trong đầu sát giới thiên hét thảm lên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch lúc này thấm tử nhân tấm kia dáng đẹp trên mặt mũi rơi xuống một giọt nước mắt ta với ngươi từ nay về sau ân đoạn nghĩa tiệt đời đời kiếp kiếp đều vĩnh viễn không gặp nhau thấm tử nhân quyết tiệt thu tay về bên trong pháp lực một cái xoay người đầu cũng không quay lại bay đi tại bên cạnh vách núi sát giới thiên thân thể câu lũ hạ xuống hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất ôm đầu thống khổ không chịu nổi thấy như vậy một màn chỉ hề có chút hết hồn xem ra đây là từ trước sát giới thiên còn chưa thành ma thời điểm sự tình Chu Huyền Nguyệt nói hắn vi tình sở khốn, xem ra nơi này chính là bước ngoặt A, à, nhưng vào lúc này, sát giới thiên bỗng nhiên đứng lên, hướng phía cao thâm vách núi phía dưới thả người nhảy lên. Nhảy xuống, chỉ hề tâm dầm một chút, cái này chắc là sát giới thiên mộng. Nàng không tự giác đi tới bên vách đá đi xuống nhìn lại, trừ một đám mây sương mù lượn lờ ở ngoài, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thấm tử nhân ly khai địa phương. Chỉ thấy có một tòa cao vút trong mây núi bị hải vân lượn lờ nàng cảm thấy có chút quen thuộc thế là điểm mùi chân một cái bay lên, hướng phía Vân Hải Chi Đỉnh bay lên. Trên đỉnh núi rơi xuống đất chỉ hề nhận ra cái chỗ này là đại hoang Vân Hải Chi Đỉnh. Thường lăng đã từng mang nàng đã tới. Nàng dọc theo đường nhỏ một mực đi lên, hướng phía Bích Thủy Linh Hồ đi tới. Bích Thủy Linh Hồ bên cạnh ngồi một cái tử y nữ tử, khuôn mặt dáng đẹp. Ngón tay xẹt qua Bích Thủy Linh Hồ mặt nước nổi lên điểm một cái linh quang linh quang dọc theo mặt hồ một đường phiêu thượng đi, rơi vào bích thủy linh hồ giữa hồ băng liên linh bàn phía trên, rót vào linh bàn bên trong. Linh bàn bên trong, vân triệt mềm núc ních thân thể đã thành hình, hắn nhắm hai mắt an tường đang ngủ say. Tiểu vân triệt mẹ ngươi lúc nào tới cứu ngươi đâu? Thấm tử nhân thở dài một hơi, người cái kia bất tranh khí cha, nhiều năm như vậy đều không động tới tình. Cũng không biết cái đầu còn không dùng được có thể hay không đem mẹ ngươi cho lừa gạt trở về chương 819, cái gì một? Thấm tử nhân hai trong mắt bên trong, tràn đầy đều là nhu tình, nhìn ra được nàng là thật tâm thích Vân Triệt cũng có thể tưởng tượng, nàng không có ở đây trong cuộc sống, Vân Triệt bị chiếu cố tốt. Nàng không trách thấm tử nhân hoài nghi nàng, bởi vì nàng quả thực không đủ để để cho nàng tín nhiệm. Vân Triệt trọng yếu như vậy, thấm tử nhân làm sao chịu sơ suất. Chỉ hề than nhẹ một tiếng, đây chính là nàng bỏ qua cùng Vân Triệt cùng một chỗ thời gian nàng có chút tức giận thương lăng vì sao không sớm một chút nói cho nàng biết mà là một lần lại một lần để cho nàng luân hồi bất quá không có quan hệ đợi nàng bà vân triệt tìm trở về nhất định tất cả đều bù vào cho hắn một cái hạnh phúc vui sướng lúc nhỏ chỉ hề trong lòng mềm nhũn nàng hướng phía vân triệt phương hướng đi tới cho dù đây là mộng có thể nhìn kỹ một chút hắn cũng tốt nàng điểm mùi chân một cái bay thẳng bích thủy linh hồ giữa hồ bên trên nàng nhẹ nhàng cúi xuống thân vươn tay khẽ chạm băng liên linh bàn ngay tại nàng muốn đụng tới linh bàn thời điểm, đột nhiên sau lưng nàng truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Ê a nha, a nha, chỉ hề trong lòng cả kinh, nàng quay đầu trở lại đi. Cái gì cũng không có chứng kiến. Ngay tại nàng muốn đụng tới linh bàn thời điểm, đột nhiên sau lưng nàng truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Ê a nha, a nha, chỉ hề trong lòng cả kinh, nàng quay đầu trở lại đi. Cái gì cũng không có chứng kiến nhưng nàng đưa ra muốn chạm đến băng liên linh bàn tay, bỗng nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Nàng mãnh mẽ quay đầu, chỉ thấy thứ gì nhảy qua trước mặt nàng. Tay nàng trên lưng bị cắn ra hai cái lỗ hồng, đầy đủ hàm răng cắn vào nàng làn ra bên trong, tiên huyết chảy ra. Thứ gì đang cắn nàng? Nàng hướng phía xung quanh nhìn kỹ một vòng, cái gì cũng không có tìm được. Nhưng nàng lại phát hiện, nguyên bản thả lấy băng liên linh bàn địa phương, đã rỗng tuếch. Nàng hô hấp cứng lại. Vân triệt đâu? thứ gì cắn nàng, còn bà Vân Triệt cho tha đi. Đây là mộng, thật quỷ dị. Thấm tử nhân nói qua nàng là đến dưới đất cung điện mới làm mất Vân Triệt mà ở trong đó là đại hoang Vân Hải, Vân Triệt làm sao lại đột nhiên biến mất. Cái này mộng cảnh cùng thực tế một chút cũng không phù hợp a à. Chỉ hề trong lòng toát ra một cái kỳ quay ý tưởng, nhu cầu cấp bách chứng thực. Nàng bay lên, tại bốn phía bắt đầu tìm kiếm khởi Vân Triệt thân ảnh tới. Giữa không trung từng mảnh một mây thổi qua đến đưa nàng quay chung quanh ở giữa để cho nàng mất phương hướng đột nhiên phía sau một hồi sát khí đánh tới chỉ hề đột nhiên xoay người chỉ thấy âm vô độc bỗng nhiên xuất hiện trong tay mốc hướng phía nàng tấn công mạnh mà đến chỉ hề tâm thần dùng mình trong tay một đạo pháp thuật đánh ra đem âm vô độc mốc mở ra cái này đánh vô số mực nước tàn mắt đi ra đem bên cạnh mây trắng nhuộm đen một mảnh chỉ hề nhướng mày đây cũng là ai mộng cảnh lại vẫn sẽ chủ động công kích nàng đồng dạng nghi hoặc còn có âm vô độc. Người là thật, người là thật. Hai người chăm miệng một lời hỏi lên. Cái kia trong nháy mắt, hai người đều phát hiện bọn hắn ở trong giấc mộng gặp phải. Chàng cảnh là giả, nhưng đối phương là thật. Vậy bây giờ, há không chính là cửu nhân gặp nhau? Ý thức được điểm này sau đó, giữa hai người bầu không khí bắt đầu chuyển biến, mang theo một tia dương cung bạt kiếm khí thế. Nhưng vào lúc này, chỉ hề dẫn đầu phát động công kích. Âm Vô Độc nhướng mày, móc một đỡ, lại một cái xoay người chạy trốn. Chỉ hề sững sờ, không có đuổi theo. Trong lòng nàng phản ứng đầu tiên chính là Âm Vô Độc cùng Chu Huyền Nguyệt cho là nàng rất lợi hại, không có phần thắng, cho nên không chiến trước trốn. Chỉ hề không khỏi bật cười, mặc dù Thương Lăng đã không có ở đây tay nàng, nhưng tạm thời còn có thể đi ngang. Âm Vô Độc sau khi rời khỏi, trong tầng mây chỉ còn lại có nàng một cá nhân. Chỉ hề đột nhiên nghĩ đến âm vô độc là thật như vậy vừa mới vân triệt có thể hay không cũng là thật. Cảnh 820, cái gì hai chỉ hề hít sâu một hơi, nội tâm kích động. Nếu như vừa mới nhìn thấy vân triệt là thật như vậy hắn sẽ trả sống khỏe mạnh. Lúc này nàng cúi đầu nhìn mình mờ u bàn tay, trên mờ u bàn tay hai cái huyết hồng dấu răng còn đặc biệt rõ ràng, liền mang đau đớn cũng đặc biệt rõ ràng. Nàng là bị cắn, thật bị cắn. Như vậy vừa mới cắn nàng đồ vật nhất định trộm đi vân triệt trong lòng nàng bỗng nhiên vừa nhảy lẽ nào vân triệt thật không có rơi vào sát giới thiên trong tay cũng không có rơi vào yêu giới trong tay mà là bị cái này hội cắn người đồ vật cho trộm đi nghĩ đến đây cái chỉ hề tâm liền cuồng loạn lên cả người kích động không thôi vân triệt bây giờ chắc là an toàn nàng quay người lại bay xuống hải vân hạ hải vân sau đó nàng phát hiện mình vậy mà tiến nhập dưới đất trong cung điện tại u ám dưới đất trong cung điện, nàng quay người lại, chứng kiến phía sau chính ngưng mắt nhìn nàng thấm tử nhân. Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc hình tượng, chỉ hề liếc mắt liền nhận ra. Cái này một giấc mơ, chính là các nàng vừa mới trải qua. Nàng mang thấm tử nhân ly khai ảo cảnh pháp trận sau đó, thấm tử nhân hoài nghi nàng, cùng nàng đánh đập tàn nhẫn tràng cảnh. Lúc này, hai người mặt đối mặt đứng, chỉ hề biết sau một khắc các nàng liền sẽ đánh nhau. Cùng trong giấc mộng người đối chiến, cũng không biết lại là hình dáng gì nàng không muốn đánh, không có ý nghĩa. Nàng xoay người ly khai, chỉ thấy một đạo pháp lực từ phía sau đánh tới, nàng vừa quay đầu lại, ngăn đánh tới pháp lực. Ta không muốn cùng ngươi đánh, chỉ hề cao mày nói. Tại nàng cho rằng tiếp theo một cái chớp mắt thấm tử nhân liền muốn nói nàng là yêu thời điểm, lại nghe nàng nói, trùng hợp như vậy, ta cũng không muốn đánh với ngươi. Chỉ hề sửng sốt, ngươi lời kịch dường như không đúng. Thấm tử nhân bất đắc dĩ cười, hai tay mở ra, ngươi lời kịch không phải cũng không đúng sao. Chứng kiến cảnh tượng này, chỉ hề cùng thấm tử nhân đều biết mộng cảnh là giả. Nhưng đối phương đều là thật, thấy là lẫn nhau, hai người đều thở phào một cái. Lúc này, thấm tử nhân hướng phía chỉ hề đi tới, trên người nàng đã không có trước đó hoài nghi và địch ý. Ta, đều thấy, thật xin lỗi, trước đó không phải có ý định tổn thương ngươi, chỉ là trên người ngươi ma khí để cho ta không thể không phòng, dù sao nơi này còn là yêu giới địa bàn. Thấm tử nhân than nhẹ một tiếng, nhìn chỉ hề, hai tròng mắt bên trong tràn đầy áy náy. Người thấy ta mộng cảnh. Thấm tử nhân gật đầu, nàng nói, ở trong giấc mộng, đi vào giấc mộng người, lại ở chỗ này lưu lại ký ức toái phiến, sẽ bị đi vào mộng cảnh người chứng kiến. Chỉ hề ngẩn ra, nàng nhớ tới lần trước tiến nhập mộng cảnh thời điểm, nhìn thấy mộ thanh yên ôm vân triệt thời điểm, nàng không có đem nắm lấy chính mình. Nàng đi vào giấc mộng, thành trong giấc mộng mộ thanh yên. Nếu không phải thương lăng đưa nàng từ trong mộng cảnh kéo ra ngoài, nàng xa vào ở bên trong, chỉ sợ cũng ra không được. Đại khái chính là lúc kia, nàng lưu lại ký ức toái phiến đi. Nói như vậy, nàng nhìn thấy cẩn tu, vân triệt thấm tử nhân, sát giới thiên mộng. Điều này nói rõ, bọn hắn đều đã từng đi vào giấc mộng, lưu lại ký ức toái phiến. Mỗi cái đi vào giấc mộng người, trong lòng đều có một đạo chấp niệm cùng không vượt qua nổi mấu chốt, điểm quyết định. Thấm tử nhân cùng sát giới thiên chấp niệm là bọn hắn lẫn nhau. Vân triệt chấp niệm đại khái là hắn bị lấy máu mà khi chết sau khi không có mẫu thân bên người. Như vậy cần tu chấp niệm là cái gì? Hắn lưu lại mảnh vụn, có thể toàn bộ dưới đất cung điện lại chưa từng thấy đến hắn. chương 821 cái gì ba? Thấm tử nhân lắc đầu, cười khổ một tiếng, không nói cũng được. Chỉ hề cũng theo than nhẹ, không nói cũng được. Nói chỉ là tăng thêm phiền não thôi, tóm lại không phải cái gì tốt ký ức hai người lập tức yên lặng sau một lát thấm tử nhân trước mở miệng chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi tìm vân triệt đi hắn ngay tại chính trong giấc mộng chỉ hề sửng sốt người cũng đã gặp hắn ư ừ, thấm tử nhân cau mày ý người đúng người gặp qua vân triệt ta không xác định ta tại đại hoang vân hải chi đình bích thủy linh hồ giữa hồ chứng kiến băng liên linh bàn bên trong vân triệt chỉ hề hồi ức nói ta cho rằng đó là mộng nhưng ta đang muốn tới gần hắn thời điểm nàng giơ tay lên, đưa tay lưng đưa cho thấm tử nhân. Ta bị thứ gì cắn một ngụm, sau đó chàng cảnh không có đổi, duy chỉ có vân triệt không thấy. Thấm tử nhân tiếp nhận chỉ hề tay, cẩn thận điều tra nàng vết thương. Dùng răng cửa cắn, không phải răng nanh, không có gì công kích tính, xem bộ dáng là cái tiểu đồ vật. Thấm tử nhân nói xong giơ tay lên một đạo linh quang thiểm qua, chỉ hề nhanh lên ngăn cản nàng. Tiểu thương, không cần thay ta trị liệu, giữ lại cũng tốt tìm được cái kia trộm vân triệt tiểu đồ vật. Thấm tử nhân gặp cái này, tay thu tay. Thấm tử nhân nói xong giơ tay lên một đạo linh quang thiểm qua, chỉ hề nhanh lên ngăn cản nàng. Tiểu thương, không cần thay ta trị liệu, giữ lại cũng tốt tìm được cái kia trộm vân triệt tiểu đồ vật. Thấm tử nhân gặp cái này, tay thu tay. Nghe người vừa nói như vậy, vân triệt hiện tại chắc là an toàn, chúng ta lập tức đi tìm hắn. Người có phương hướng, thấm tử nhân khoát tay, một khối trong suốt mảnh đá xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là, nhìn nhìn rất quen mắt băng liên linh bàn mảnh vụn, theo nó có thể tìm được băng liên linh bàn vị trí. Thấm tử nhân nói, trước đó ta bị vây ở trong ảo cảnh ra không được, bằng không ta đã sớm có thể tìm được vân triệt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Hai người đặt thành nhất trí sau đó, đi theo băng liên linh bàn mảnh vụn cảm ứng phương hướng bay đi. Hai người bay ra rắc rối phức tạp dưới đất cung điện sau đó, đột nhiên. Một thân ảnh tại trước mặt các nàng ngăn bọn họ lại sát giới thiên cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen. Quanh thân còn quấn từng tia từng tia ma khí, sắc mặt túc lãnh. Thấm tử nhân cùng chỉ hề đối mặt liếc mắt, đây là thật hay là giả? Chỉ hề hỏi, chắc là, thật, thấm tử nhân sắc mặt trắng nhợt, chúng ta liên thủ mới có thể ứng phó hắn. Chỉ hề rất nhanh lòng bàn tay, có chút khẩn trương. Dù sao sát giới thiên thực lực rất mạnh, tại thất ma điện bảy cái điện chủ bên trong là người nổi bật. Nàng đánh không lại sát giới thiên lại thêm một cái thấm tử nhân chỉ sợ cũng, treo. Chỉ thấy thấm tử nhân thở dài một hơi. Nàng nói, không, hắn muốn ngăn là ta, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mang theo mảnh vụn ly khai, tìm được vân triệt chiếu cố tốt hắn. Chỉ hề ngẩn ra, chính như thấm tử nhân nói. Sát giới thiên hai trong mắt cuối cùng đều chỉ ở lại thấm tử nhân trên người. Sát giới thiên dùng tình sâu vô cùng, thật đúng là cùng yêu giới những cái kia rất tuyệt điện chủ nhóm, rất không giống chứ thật là ta không thể lưu một mình ngươi ở chỗ này, vạn nhất. Không có vạn nhất, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, hơn nữa, vân triệt không được trễ nãi. Thấm tử nhân đem mảnh vụn nhét vào chỉ hề trong tay. Tại băng liên linh bàn bên trong, vân triệt yêu cầu hấp thu năng lượng, hắn ly khai ta thật lâu, không có ai nuôi nấng hắn, hắn sẽ chết. Chỉ hề trong lòng hoảng hốt tiếp nhận mảnh vụn, vậy ngươi, chiếu cố thật tốt chính ngươi, thấm tử nhân gật đầu. Chỉ hề thở dài một tiếng, quay người lại bay đi mà sát giới thiên quả nhiên cũng không có làm khó nàng, hắn mục tiêu cuối cùng đều là thấm tử nhân. Dạng này si tình, dạng này chấp nhất, điên cuồng như vậy cũng không biết là họa hay phúc. Cành 822, cái gì bốn? Chỉ mong bọn hắn có thể mạnh khỏe, dù sao lẫn nhau ở giữa vẫn có yêu. Chỉ hề thở dài một tiếng, pháp lực rót vào bên trong mảnh vỡ, mảnh vụn chuyển cái phương hướng, chỉ dẫn nàng đi phía trước. Giữa không trung lúc phi hành sau khi, chỉ hề chợt phát hiện một việc từ con thú nhỏ kia cắn nàng một ngụm sau đó nàng gặp phải người trên cơ bản đều là thật hơn nữa mỗi lần gặp phải đều cơ bản có lý do đánh nhau chẳng lẽ trong lúc này có liên quan gì ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm nàng bay qua một mảnh nguy nga lộng lẫy cung điện khóe mắt nàng ngẫu nhiên liếc về một cái bóng đang đứng tại một cái cửa cung điện miệng hướng phía trong cửa sổ mặt xem trong lòng nàng máy động đột nhiên dừng lại hướng phía phía dưới cung điện bay xuống đi chỉ thấy vị ương cung cánh cửa thương lang hồn phách đang đứng ở giường một bên tập trung tinh thần nhìn bên trong nhìn cái gì vậy được như vậy mê ly lại đang xem ai mộng cảnh chỉ hề nhanh chân nhanh tay đi tới phía sau hắn theo hắn phương hướng hướng tẩm điện bên trong nhìn lại chỉ thấy tẩm điện bên trong màn chập chờn hai cái chân bóng thân thể quấn quít cùng một chỗ chính làm làm người ta mặt đỏ tới mang tai sự tình chỉ hề hô hấp cứng lại thật không nghĩ tới thương lang dĩ nhiên là người như thế nét mặt nhìn lạnh lẽo cô quạnh, tính khí cũng đủ đủ quái gở, nhưng có dình coi người ta hành phòng sự mê. Nhất thời, thương lăng tại chỉ hề trong lòng hình tượng thật to rơi xuống. Ngô, xem ra lúc đó vẫn không có thể tốt thỏa mãn người, yêu cầu cải tiến, quay đầu luyện tập một chút. Thương lăng bỗng nhiên hồi quá mức đối chỉ hề nói. Chỉ hề sững sờ, nàng không nghĩ tới thương lăng vậy mà đã phát hiện trốn ở phía sau lén lút nàng. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Nàng trợn to hai mắt hướng trong cửa sổ xem, chỉ thấy cái kia màu mực mái tóc bên cạnh, Mộ Thanh Yên gương mặt kia như ẩn như hiện. Nàng hít sâu một hơi, cả người khuôn mặt soát một chút liền hồng. Nàng nhanh lên vừa nhảy nhảy đến Thương Lăng trước mặt ngăn trở hắn ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Không cho phép xem." Thương Lăng cúi đầu, khóe môi câu dẫn ra, lộ ra lau một cái cười yếu ớt. Người tại xấu hổ, nói bậy, dưới ban ngày ban mặt có thể nào như vậy? Như vậy, ngược lại không thích hợp thiếu nhi ta không phải thiếu nhi trong giấc mộng làm sao lại thả loại này loạn thất bát tao đồ vật đây là người nào mộng a à, không phải là ta đi chỉ hề cả người đều phát điên loại này hình tượng làm sao có thể tùy tiện ném loạn thường lăng chỉ chỉ trong cửa sổ tiểu nôi trong trứng nước vân triệt vẫn còn ở ngủ say chắc là vân triệt chỉ hề hít sâu một hơi cả người cũng không tốt hắn như vậy nhỏ chẳng phải là hắn sẽ không nhớ kỹ vì sao đây chỉ là trong não tiếp thu được cũng không đại biểu hội nhớ kỹ. Người khi còn bé nhìn thấy đồ vật nhiều, đều nhớ là gì không? Không nhớ rõ, cái kia chính là Vân Triệt còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không nhớ được yên tâm là được. Nhưng may là như vậy, chỉ hề vẫn cảm thấy rất không thích hợp. Nàng đi vào trong liếc liếc, thân thể đều trong chăn, hơn nữa chàng cảnh rất ngắn gọn, chỉ có trong nháy mắt. Nàng thở phào một cái, hoàn hảo cái gì đều nhìn không thấy, chứng kiến cũng chưa chắc biết đang làm gì thế chứng kiến chỉ hề dáng dấp thương lăng bỗng nhiên cười rộ lên. Làm gì một bộ làm chuyện trái lương tâm dáng vẻ? Chẳng lẽ không phải? Người không... Trường 823, Nha Nha một Lúc đó, chỉ hề chỉ có một cái ý nghĩ. Đập chết thương lăng, đánh chết thương lăng, đánh chết thương lăng. Nói chung chính là giết chết hắn. Làm, chết, hắn, chứng kiến chỉ hề trong mắt bốc lên lửa giận thương lăng cười vui vẻ hơn. Ngô, trong con người có lửa giận, lửa giận bên trong có sát khí, hàm răng cắn chặt chân mày hơi cau lại, sắc mặt khó coi. Thường lăng chậm rãi nói, người bộ dáng này nói rõ, người nghĩ giết chết ta. Chấm chấm chấm. Thường lăng là xem tướng sao. Mỗi lần đoán nàng tâm tư đều chuẩn như vậy. Chuẩn đến không có bằng hữu. Ừm, nhìn người cái phản ứng này, ta đại khái là đoán đúng. Thường lăng tự tay xoa bóp chỉ hề khuôn mặt để sát vào nàng. Người muốn giết chết ta, quay đầu có thể thử xem, ta sẽ phối hợp chỉ hề giận dữ đầu óc người bên trong đều là gì đồ vật người cho rằng là cái gì thương lăng vẻ mặt vô tội chứng kiến chỉ hề tức giận dáng vẻ thương lăng trong lòng rất là sung sướng hắn tới gần chỉ hề cúi đầu hôn nàng môi một ngụm chỉ hề lui lại một bước nhanh lên che miệng chứng kiến chỉ hề tức giận dáng vẻ thương lăng trong lòng rất là sung sướng hắn tới gần chỉ hề cúi đầu hôn nàng môi một ngụm chỉ hề lui lại một bước nhanh lên che miệng Thương Lăng, người bây giờ là hồn phách làm hồn phách không nên quá kiêu ngạo. Thực thể hóa hồn phách rất hao tổn pháp lực. Pháp lực sử dụng. Chị... Muốn thận hư, há còn lại chút. Dùng xong lại nói. Thương Lăng nói xong tới gần chỉ hề toàn bộ thân ảnh hướng phía nàng đè xuống. Uy, chỉ hề nhanh lên tự tay ngăn hắn. Lúc này Thương Lăng cầm lấy chỉ hề tay. Làm sao bị ai cắn? Chứng kiến trên tay vết thương, chỉ hề đột nhiên nhớ tới nàng đang tìm kiếm Vân Triệt. Mặc dù biết Vân Triệt bây giờ bình an vô sự, nhưng tìm hắn lại không thể trì hoãn nữa. "Đều là ngươi, làm lỡ thời gian của ta. Chuyện gì xảy ra? Có cái tiểu đồ vật trộm đi Vân Triệt." Nàng chỉ chỉ trên MU bàn tay vết thương, "Nó cắn ta một ngụm, sau đó chỉ hề lại lấy ra thấm tử nhân cho linh bàn mảnh vụn. Theo nó, có thể tìm được băng liên linh bàn vị trí. Việc này không nên chậm trễ, nhanh lên xuất phát." Thường Lăng nói xong trực tiếp chui vào chỉ hề ở trong thân thể chỉ hề bất đắc dĩ, lần này tốt lại muốn tùy thời mặt tê liệt thêm trí chướng. Trong tay Linh bàn mảnh vụn khắp nơi pháp lực rót vào hạ tàn ra điểm một cái ánh sáng nhạt cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Nhiễu một vòng, bọn hắn rốt cuộc lại bay hồi đại hoang Vân Hải trong mộng cảnh. Tại đại hoang Vân Hải thượng sau khi rơi xuống đất chỉ hề bay thẳng đến Vân Hải chi đỉnh, bích thủy Linh Hồ đi tới. Quả nếu không, nàng đi tới bên hồ cách đó không xa thời điểm. Chứng kiến bích thủy linh hồ giữa hồ bên trong vân triệt băng liên linh bàn bên trong vân triệt lúc này dĩ nhiên là mở mắt hơn nữa hắn đang cười khanh khách tiếng cười thanh thúy từ linh bàn truyền tới để cho chị hề trong lòng mềm nhũn nàng vân triệt rõ ràng vân triệt nàng hít sâu một hơi lặng lẽ tới gần bên hồ nàng phát hiện tại bích thủy hồ trong nội tâm một tảng đá phía sau có một cái tiểu đồ vật y y nha 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 y dài cái kia chuông bạc đồng dạng dễ nghe thanh âm chính là con vật nhỏ kia phát sinh để cho chỉ hề kinh ngạc hơn đúng. Con vật nhỏ kia sau khi kêu xong vân triệt vậy mà cũng theo kêu a -i, i e a hắn vừa nói như vậy con vật nhỏ kia khanh khách cười rộ lên mười phần vui sướng kia trường cảnh giống như là bọn hắn đang nói chuyện trời đất câu thông thông suốt chỉ hề hít sâu một hơi sẽ không phải vân triệt còn không có học được nói tiếng người trước học được nói thú ngữ a cái quỷ gì đó là con trai của nàng sớm giáo cũng không thể dạy bậy. Nhưng vào lúc này, con vật nhỏ kia dường như phát hiện nàng, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cảnh 824, nhà nhà hai con vật nhỏ kia vừa nhảy, trực tiếp mở miệng đi cắn vân triệt băng liên linh bàn. Có lần trước giáo huấn, chỉ hề sao có thể còn để cho cái vật nhỏ này thực hiện được. Nàng một đạo pháp lực trong nháy mắt đánh tới, đem vân triệt băng liên linh bàn đánh vặt ra. Đồng thời nàng thân hình khẽ động, vọt thẳng đi qua bà vân triệt cho tiếp được con vật nhỏ kia một chút không có cắn, chứng kiến Vân Triệt bị cướp, nó nhất thời giận dữ. Quay đầu hướng phía Chỉ Hề làm một cái chi nha nhếch miệng biểu tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại một cái xoay người, đầu cũng không quay lại chạy. Nó chạy mất sau đó, Chỉ Hề cũng không có đuổi nữa, nàng ôm trong tay băng Liên Linh bàn. Gắt gao nhìn bên trong Vân Triệt, lập tức nàng chóp mũi liền chua sót, viền mắt có chút ấm. Vân Triệt. Ấy ra ra, a Vân Triệt chứng kiến Chỉ Hề sau đó tại Băng Liên Linh bàn bên trong hoa chân múa tay vui sướng, phi thường hài lòng. Vân Triệt nương ở chỗ này, nương sẽ không bao giờ lại bỏ ngươi lại." Chỉ Hề ôm chặt lấy Băng Liên Linh bàn, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Trước đó chịu sở hữu khổ sở, lập tức hóa thành chân trời cầu vồng, trang điểm trong lòng nàng trời quang. Chỉ Hề tự tay khẽ vuốt Băng Liên Linh bàn, đem bàn tay pháp lực một chút rót vào Băng Liên Linh bàn bên trong thu được pháp lực tẩm bổ vân triệt toàn bộ cười vui vẻ hơn tròn vò khuôn mặt béo múp mít thân thể trắng nõn nà làn da đen lúng liếng con mắt nhìn đặc biệt khả ái để cho người ta thật sự muốn cắn một ngụm chứng kiến vân triệt hiện tại dáng vẻ nàng cả viên nâng lấy tâm cuối cùng cũng để xuống vân triệt ly khai thấm tử nhân lâu như vậy vậy mà cũng không có bởi vì mất đi tẩm bổ mà trở nên gầy gò ngay tại nàng vô cùng kinh ngạc thời điểm thương lang hồn phách bay trở về trong tay còn cầm một con bị khối băng vây khốn thú nhỏ. Không nghĩ tới, thương lăng lại chẳng biết lúc nào ly khai thân thể nàng, đi bà con vật nhỏ kia cho bắt trở lại. Chỉ hề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thú nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay. Trên người bộ lông sắc tuyết bạch sắc. Tuyết lông màu trắng phía trên, còn có một cong khẽ cong hồng sắc bộ lông, buộc vòng quanh cực kỳ đẹp đẽ hồng sắc văn lý. Trên đầu nó có hai con mềm mại lỗ tai, trên chán còn có hai cái góc nhỏ giống như là tuổi nhỏ kỳ lân, nhìn mười phần khả ái. Chỉ hề đang quan sát nó đồng thời, nó tại nhe răng trợn mắt chừng lấy chỉ hề. Nó tận lực đem chính mình biểu hiện vô cùng hung ác. Nhưng mà nó chân ngắn cùng nó tròn vo thân thể lại làm cho nó thấy thế nào làm sao đáng yêu. Nó cho rằng hung thần ác sát tại chỉ hề trong mắt lại đáng yêu được không được chẳng những không có một điểm uy hiếp ngược lại để cho nàng tâm đều nhanh manh hóa cũng không biết có phải hay không là bởi vì có vân triệt nguyên do nàng lại đối cái này trộm con trai của nàng tiểu tặc không ghét nổi quả nhiên thế giới này vẫn là xem mặt muốn là đổi một con sửu vài phút đập chết còn có thể nơi đây bán manh sao cái này là thứ gì chỉ hề đem bàn tay vào khối băng bên trong đâm đâm nó cái mông nhỏ tốt nhu thật là mềm xúc cảm quá tuyệt thế là con vật nhỏ kia càng thêm nhe răng trợn mắt nhìn nàng chằm chằm nhưng chỉ hề sơ xuất nó phẫn nộ, bắt đầu ở trên người nó chung quanh sờ loạn lên, thật tốt khả ái. Trước mộng thú, thường lang đáp, chỉ hề sửng sốt trước mộng thú. Ừm, vật này là thiên địa dựng dục mà sinh, mười phần hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu. Lục giới bên trong hầu như tìm không được con thứ hai hai là... Trường 825, Nha Nha Ba. Vật nhỏ này hư hỏng như vậy. Chỉ hề kinh ngạc, xoa trước mộng thú lực đạo thêm vài phần cũng không tính, nó chỉ là muốn yếu nhân ký ức toái phiến. Bởi vì nó là dựa vào ăn mảnh vụn tới bổ sung năng lượng trưởng thành. Mảnh vụn hấp thu đủ đủ sau đó, người sẽ không có dùng, đương nhiên, thả hay là không thả người, xem nó tâm tình. Chỉ hề gật đầu, nàng xem như là biết rõ ràng. Ngay từ đầu tiến nhập dưới đất cung điện, nàng nhìn thấy tế đàn, đại xuân, còn có phía sau các loại, đều là chức mộng thú hấp thu người khác ký ức toái phiến sau đó bệnh mộng cảnh. Lúc trước thấm tử nhân bị sát giới thiên dẫn tới dưới đất cung điện lúc tới sau khi, không cẩn thận tiến nhập trước mộng thú bệnh mộng cảnh. Cũng chính là vào lúc đó, tiểu đồ vật bà Vân Triệt cho trộm đi. Thấm tử nhân ly khai mộng cảnh sau đó, lại bị sát giới thiên khốn vào trong trận pháp. Thế cho nên thấm tử nhân vẫn cho là, Vân Triệt là bị sát giới thiên giấu đi. Chỉ hề than nhẹ một tiếng, ngay cả nàng cũng cho rằng Vân Triệt tại yêu giới trên tay. Làm hại nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ không nghĩ tới vân triệt là bị cái vật nhỏ này trộm đi tốt người một cái tiểu đồ vật thật là biết gạt người đem ta đùa bỡn xoay quanh chỉ hề dùng ngón tay đâm đâm trước mộng thú cái bụng đâm cho nó trực dương dương toàn bộ nho nhỏ thân thể đều ngã lật hạ xuống nó liều mạng đạp nó chân ngắn phát sinh y y nha nha thanh âm bất quát trước mộng thú xem ra cũng không có làm khó vân triệt còn cùng hắn chơi xem ở ngươi không có khi dễ vân triệt phân thượng bỏ qua ngươi á chỉ hề bà lấy tay về. Trước mộng thú vẻ mặt ủy khuất cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn muốn khóc muốn khóc gọi người xem thẳng không nữa. Lúc này, thương lăng lại nói, nó lần này dụ dỗ mọi người đi vào giấc mộng có phải là vì hấp thu năng lượng nuôi nấng vân triệt. Chỉ hề bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vân triệt ly khai thấm tử nhân lâu như vậy cũng không có gầy đói, nguyên lai là cái vật nhỏ này đang chiếu cố hắn. Bởi vậy, chỉ hề liền không còn trách cứ cái vật nhỏ này, đại khái nó cũng chỉ là nhất thời chơi tâm nổi lên, tìm cho mình đồng bọn. Lại không biết mình hành động này, dẫn phát nhiều ít hiểu lầm cùng chiến đấu. Người cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Chỉ hề xoa bóp trước mộng thú lỗ tai, trong mắt trong lòng tràn đầy đều là ưa thích. Nhưng vào lúc này, cái kia trước mộng thú nhìn vân triệt lại y y nha nha kêu. Trước mộng thú vẻ mặt ủy khuất, toàn bộ thú đều tốt khổ sở. Vân Triệt chứng kiến nó cũng theo y y nha nha lại nói tiếp nhưng Vân Triệt trên mặt lại một mực cười. Chứng kiến cảnh tượng này chỉ hề có chút không nói. Rất hiển nhiên, nhà nàng Vân Triệt còn không có biết nói tiếng người trước cùng chức mộng thú câu thông không chướng ngại. Vạn nhất về sau hắn cho rằng đó mới là hắn ngôn ngữ, hắn chính là một con chức mộng thú, vậy thì sự tình liền đại điều. Giáo dục muốn từ con nít nắm lên, điểm này chỉ hề thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đời thứ tư thời điểm, Thương Lăng đem nàng giáo được ngu như vậy, đưa tới nàng ngốc cả đời. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn lòng còn sợ hãi. Kết quả là, chỉ hề trong lòng có một cái kiên định ý tưởng, Vân Triệt không thể cho Thương Lăng mang. Nàng cúi đầu, nhìn trong lòng Vân Triệt, nàng hỏi, Vân Triệt thân thể còn không có đúc lại hết sao? Tại sao còn muốn tại băng liên linh bàn bên trong? Rõ ràng Vân Triệt đã tỉnh, hơn nữa dáng vẻ cũng cùng khác biệt hài tử không có bao nhiêu phân biệt. Còn kém một vật cái gì, chỉ hề sửng sốt, thường lăng nhìn chỉ hề, nét mặt một mảnh chính xác. Còn cần ngươi máu, ta và Vân Triệt vẫn luôn tại chờ ngươi, chờ ngươi trở về, để cho cái nhà này viên mãn. Cành 826, nhà nhà bốn đông một tiếng, chỉ hề tâm bỗng nhiên vừa nhảy. Nàng cả người đều có chút phiêu, nàng cái đầu có chút trống rỗng, nàng tinh thần có chút ngẩn ngơ. Người, người nói cái gì? Người, người lập lại lần nữa. Ta nói, ta và Vân Triệt đều đang đợi ngươi trở về, chờ chúng ta ra hoàn chỉnh. Thường lăng nói xong, pháp thuật một thi, hồn phách thực thể hóa. Tại chỉ hề sững sờ thời điểm, hắn cúi đầu hôn nàng đôi môi. Không giống với bình thường thân thiết, nụ hôn này bên trong hàm chứa vô tận tinh thuần tình yêu, không có một chút khác biệt tạp niệm. Chỉ là hôn, chỉ là yêu lấy. Hai người nhẹ nhàng hôn, lúc này y y nha nha thanh âm tại giữa hai người truyền tới chỉ hề sững sờ, nhanh lên lui ra phía sau một bước cùng thương lăng tách đi ra. Nàng vừa cúi đầu, chứng kiến vân triệt cùng chức mộng thú đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Một bên nhìn tròng chọc còn một bên kích động y y nha nha cũng không biết đang nói cái thứ gì. Chỉ hề khuôn mặt lập tức có chút nóng, loại này hình tượng mặc dù không phải hạn chế cấp. Nhưng vẫn là thiếu để cho tiểu hài tử chứng kiến tốt. Người, người vừa mới không phải nói cấp cho vân triệt chú máu sao việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên một chút đi. Chỉ hề rất trột giả, biểu hiện trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Nhưng, thương lăng lại cùng chuyện gì cũng không phát sinh giống như, như trước khí định thần nhàn. Ừm, rời khỏi nơi này trước. Đi đâu? Đại Hoang Vân Hải, cửu thế Linh Châu, nơi đó tiên linh dược thảo rất nhiều. Chỉ hề gật đầu, lúc này chức mộng thú bắt đầu lớn tiếng kêu, ê a nha. Ôi chao, nó móng vuốt nhỏ liều mạng vuốt khối băng toàn bộ thú nhỏ đều hoang mang không thôi ngay cả vân triệt cũng bắt đầu bất an kêu tiểu mày nhăn lại rất là sốt ruột chỉ hề câu môi cười hóa ra là không bỏ đi được nhà nàng vân triệt đâu nhìn hai người bọn họ một người một thú tình cảm thâm hậu nàng cũng không nở tâm chia rẽ bọn hắn nàng tự tay xoa xoa trước mộng thú đầu nhỏ mang người một chỗ người có đi hay không chức mộng thú gật đầu như dã tỏi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hai viên răng nhỏ đặc biệt khả ái. Lại bán manh, vật nhỏ này một bán manh, ai cũng không có cách nào khác cự tuyệt. Người có tên tuổi sao? Trước mộng thú lắc đầu, tròn vo con mắt nhìn chằm chằm chỉ hề, vẻ mặt vô tội. Vậy sau này nói người nghe nha nha tốt. Trước mộng thú vui sướng gật đầu. Lúc này, thương lăng pháp lực vừa thu lại. Trực tiếp đem nha nha từ khối băng bên trong đi ra nhà nhà hưng phấn vừa nhảy liền nhảy vào chỉ hề trong lòng, dán vân triệt băng liên linh bàn trà sát. Vân triệt cũng theo vươn tay, cách băng liên linh bàn vuốt ve nha nha khuôn mặt. Đột nhiên, chỉ hề nghĩ đến cái gì, chúng ta bả nha nha mang đi, ở trong giấc mộng người sẽ như thế nào? Trước hết để cho nó giải trừ mộng cảnh, đem người phóng xuất, chúng ta sẽ rời đi. Chỉ hề gật đầu, nàng đâm đâm nha nha bụng nhỏ, thả người á nhà nhà nhất thời toàn thân chấp động lên thất thải quang mang, sở hữu cảnh tượng lập tức hướng phía thân thể hắn thu nạp qua đây. Tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ mộng cảnh tiêu thất bọn hắn lại trở về dưới đất trong cung điện. Đây là cái này vừa hồi, bọn hắn tự hồ tàn mát ở dưới đất cung điện các nơi. Không thấy người khác hình bóng. Đi thôi, cái kia thấm tử nhân nàng. Nàng sự tình chính nàng hội xử lý, người đúc kết chỉ có thể loạn hơn. Chỉ hề gật đầu thương lăng lại lần nữa chui hồi trong cơ thể nàng nàng đem vân triệt cùng nha nha thu, bằng vào nàng đối lấy dưới đất cung điện không hiểu quen thuộc gần hoa nửa ngày công phu liền rời đi dưới đất cung điện. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Thể loại tranh bá, đấu não từ đoạt đích thất bại bắt đầu. chương 827, địa phủ nồi hầm lớn một ly khai dưới đất cung điện sau đó, chỉ hề đi trước một chuyến địa phủ. Thường lăng đại gia ở trên người nàng kém lâu như vậy, cũng nên trở về bản thể. Nếu không nàng còn phải tiếp tục mặt tàn thêm trí trướng, nàng hội điên. Chỉ hề bước vào địa phủ, đi ở trên hoàng tiền lộ, đi ngang qua tam sinh thạch thời điểm, đột nhiên nàng cước bộ ngừng lại tới. Nàng nhướng mày, ngay sau đó thân thể nàng không bị khống chế nhất truyền, hướng phía tam sinh thạch phương hướng xoay qua chỗ khác. Nàng chân mày lại nhíu một cái, dám đem thân thể lại cho truyền trở về nàng vừa mới lộn lại thân thể lại hướng phía tam sinh thạch quay trở lại từng cái quỷ hồn tại bên người nàng đi ngang qua thời điểm đều không hẹn mà cùng hướng nàng quăng tới cái ánh mắt trong ánh mắt viết ta nói thương lăng đại gia hảo hảo đi đường được sao người lại đang trên tam sinh thạch khắc chữ đây không phải là trọng điểm trước tìm về ngươi chân thân chỉ hề mới không muốn nói chuyện này mỗi lần đều là nàng khắc chữ khiến cho dường như nàng có nhiều ưa thích thương lăng giống như từ mệnh người có phải hay không yêu thích ta thật lâu? Không phải, chỉ hề không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Chỉ hề mới không muốn nói chuyện này, mỗi lần đều là nàng khắc chữ, khiến cho dường như nàng có nhiều ưa thích thương lăng giống như. Từ mệnh người có phải hay không yêu thích ta thật lâu? Không phải, chỉ hề không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Nhưng lúc này bên cạnh thấy nàng lẩm bẩm quỳ hồn dần dần bắt đầu rời xa nàng, rời xa thời điểm còn bỏ xuống cái ánh mắt trong ánh mắt viết bốn chữ chiều sâu trí chướng người nói xảo giả 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 ta nói xảo cái kia ngươi có phải hay không yêu thích ta thật lâu giả 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 ta thích ngươi thương lăng đại gia có thể đi không ừm um, có thể chỉ hề ở trong lòng gào thét thương lăng ngươi không được thật đem mình làm đại gia được không đi qua hoàng tiền lộ sau đó chỉ hề tại vong xuyên bên cạnh dừng lại người tự đi lấy chân thân đi ta ở chỗ này chờ ngươi Ừ thương lăng hồn phách tung bay, lung lay cách thân thể nàng. Chỉ hề đứng tại chỗ, xa xa nhìn sang. Nàng phát hiện dường như địa phủ gần nhất trở nên an tĩnh. Hà, thiếu gì đây? Suy nghĩ hồi lâu, chỉ hề rốt cục phát hiện, quỷ sai không? Mỗi lần thương lăng vừa vào địa phủ, bọn quỷ xoa đều cùng hạ 18 tầng địa ngục thống khổ được chết đi sống lại. Bây giờ như thế ngay cả một quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Chỉ hề bỗng nhiên chơi tâm nổi lên, nàng hô một tiếng, thương lăng tới rồi nàng cái này vừa hô, thanh âm vọng lại đi ra ngoài. Nhưng mà, giống như là tảng đá rơi vào đại hải, không có nhấc lên nửa điểm đợt sóng, càng không có được bất kỳ đáp lại nào. Còn không sợ thương lăng sao? Bọn quỷ xoa đều đi đâu? Chỉ hề trong lòng nghi ngờ, bắt đầu ở địa phủ bên trong truyền. Cái này nhất truyền, nàng phát hiện chẳng những là quỷ sai, ngay cả ở trên đường đi khắp quỷ hồn cũng không có. Tình huống gì? Địa phủ bị đại càn quét nàng đi một hồi đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi nàng cả người tiến nhập trong tiên giới tiên giới mây mù bốc lên màu vui phiêu phiêu cảnh sắc an lành sung sướng cảnh tượng đại tiên bọn tiểu tiên đều hướng phía trong thiên cung chạy tới chàng diện kia thật quen thuộc chỉ hề đột nhiên nhớ tới đây là trước đây thương lăng từ u hư giới trở về thiên đế mở cho hắn tiếp phong yến chàng cảnh cũng chính là tại một lần kia nàng đắc tội thương lăng đem mình cho nhập vào đây là nàng ký ức toái phiến nàng đột nhiên dùng mình cúi đầu tại trong tay áo tìm kiếm nửa ngày nha nha không thấy ngay cả vân triệt không thấy cho nên nơi này là mộng cảnh cho nên quỷ sai các quỷ hồn đều bị đưa vào cho nên địa phủ bên trong vắng vẻ nguyên lai là bị nha nha cho càn quét nàng thầm nghĩ không tốt toàn bộ địa phủ đều bị một nồi cách thủy vào trong giấc mộng xảy ra đại sự trật tự loạn một cái đến lúc đó còn phải nàng thu thập cục diện rối rắm cái này hùng hài từ Cảnh 828, địa phủ nồi hầm lớn hai Chỉ hề lập tức không dám dây dưa, nhanh lên hướng phía thiên cung tiệc rượu trong hội trường vọt vào. Còn chưa tới cuộc yến hội, xuyên qua trong vườn hoa thời điểm. Nàng chợt thấy trước mắt người người nhốn nháo. Tất cả lớn nhỏ quỷ sai quỷ hồn đều vây quanh ở nơi đó, không biết đang nhìn cái thứ gì. Chỉ hề trong lòng lột bộp một chút luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Nhưng vào lúc này, quỷ trong đám truyền đến một tiếng tiếng thán phục oa chỉ hề mau mau xông đi qua, tại tràn đầy quỷ hồn bên trong chen vào. Chỉ thấy trong hoa viên, từ mệnh cả người đụng vào thương lăng trên người, nàng ngẩng đầu, chính lắp bắp nói chuyện. Ách, cái kia, vị này tiên quân, vừa mới chúng ta phát sinh điểm hiểu lầm. Từ mệnh nói. Cát, quỷ sai các quỷ hồn phát sinh khinh thường thổn thức âm thanh. Ai tin a à, chỉ hề rút rút khóe miệng. Lúc này, thương lăng cái kia một đôi băng lãnh đôi mắt đang theo dõi tư mệnh. Hiểu lầm, hiểu lầm gì đó, lúc này vây quanh ở bên cạnh ăn dưa quỷ sai các quỷ hồn lại bắt đầu bô bô nào có cái gì hiểu lầm chính là muốn câu ngươi a à. nguyên lai like trước đây tư mệnh đại nhân là như thế này đuổi ngược thương lăng thượng thần trách không được nàng thành công bình thường người thật đúng là làm không được không nhìn ra tư mệnh đại nhân tại địa phủ bên trong một bộ gặp thương lăng thượng thần liền muốn chạy dáng dấp nguyên lai like là giả trang cái này gọi là mềm buộc chặt hiểu hay không nguyên lai like tiên nữ trên trời như vậy không bị cản trở a à lợi hại. Chỉ hề rút rút khóe miệng, mất mặt từ trên trời vứt xuống dưới đất tới. Cái này lục giới bên trong, trừ nàng, cũng không ai. Hết thảy xéo ngay cho ta. Chỉ hề trong thanh âm mang theo pháp thuật nàng hét lớn một tiếng, uy chấn tứ phương, đem xung quanh quỷ sai các quỷ hồn chấn đắc run rẩy Vô số đại quỷ tiểu quỷ hồi quá mức, liếc mắt liền thấy quỷ trong đám nổi trận lôi đình chỉ hề. Ồ, tư mệnh đại nhân, tại sao có thể có hai cái tư mệnh? Các quỷ hồn hồi quá mức. Trong hoa viên đã không có tư mệnh cùng thương lăng thân ảnh. A, à, ban ngày gặp quỷ á? Xôn xao một chút, quỷ hồn bọn quỷ xoa giải tán lập tức. Lập tức một cái quỷ ảnh cũng không thấy, trong hoa viên chỉ còn lại có Chỉ hề một cá nhân. Chỉ hề rút rút khóe miệng, trên trán bốc lên ba cái hắc tuyến. Nàng mới là cái kia gặp quỷ được không? Chỉ hề trùng điệp thở dài một hơi, những quỷ hồn này bọn quỷ xoa ở trong giấc mộng khắp nơi đi loạn, đầu thai thời gian cần phải làm lỡ toàn bộ nhân gian trật tự đều muốn loạn, sự tình đại điều. Nàng nhất định muốn nhanh lên tìm được nha nha cùng vân triệt đem những này quỷ đều thả ra ngoài. Thực sự là, không bớt lo nha, nàng cất bước đi vào hoa viên, xuyên qua hoa viên hướng phía tiếp phong yến chính sảnh đi tới. Giữa lúc nàng làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý tiếp thu đại quỷ đám tiểu quỷ cười nhạo thời điểm nàng lại phát hiện trên yến hội, hoàn toàn không phải nàng năm đó thấy tràng cảnh. Mà là, đại quỷ đám tiểu quỷ tại huy hoàng thiên cung bên trong đám quỷ loạn vũ còn lôi kéo bên cạnh những cái kia trong giấc mộng thần A tiên A, cũng một chỗ sằng bậy. Toàn bộ yến hội loạn thành nhất đoàn giống như là yêu ma quỷ quái phòng khiêu vũ tụ hội đồng giảng. Ngay cả thiên đế bên người đều ngồi mấy cái quỷ sai, kề vai sát cánh uống rượu tán phiếm. Mà giao cơ bị một đám quỷ nam nhóm vây chung chỗ, sờ mặt đàn, hôn cái miệng nhỏ nhắn. Khiến cho giao cơ vừa thẹn vừa giận, cũng không dám nói. Tiên giới thật rất tốt đẹp a à trách không. Trường 829, địa phủ nồi hầm lớn ba. Chỉ hề hầu như cũng bị những hình ảnh này dàn vặt điên. Nàng thẳng thắn đừng đi xem, phải mau tìm được nha nha cùng vân triệt nếu không sự tình lại phát triển tiếp. Nàng còn thật không biết lại biến thành bộ dáng gì nữa. Tiên giới hình tượng A, ngay tại nàng ký ức toái phiến bên trong, bị hủy được không còn sót lại một chút cặn Chuyện này nếu như bị thiên đế biết, nàng được nhảy chu tiên đài. Ai, mang hài tử khó, mang hùng hài tử càng khó. Giữa lúc nàng muốn xoay người lúc rời đi sau khi, lại có quỷ hồn thấy nàng. Gì, nơi đây còn có một cái tiểu tiên nữ, lớn lên là phổ thông điểm, tốt xấu là tiên nữ a. À. Tới tới tới, tiểu tiên nữ mau tới bồi đại gia uống một chén. Mấy cái quỷ hồn bưng rượu hướng phía nàng sắc mị mị đã chạy tới, đưa nàng bao bọc vây quanh. Giữa lúc nàng muốn động thủ đánh quỷ hồn thời điểm, đột nhiên toàn bộ cuộc yến hội thổi bay từng đợt băng lãnh gió. Cuộc yến hội mặt đất bắt đầu kết xuất một tầng thật dày băng, lớp băng lan tràn, toàn bộ cuộc yến hội đều bị đóng băng. Thấy như vậy một màn, đầu tiên nhảy dựng lên chính là địa phủ từng cái bọn quỷ xoa. Cuộc yến hội mặt đất bắt đầu kết xuất một tầng thật dày băng, lớp băng lan tràn, toàn bộ cuộc yến hội đều bị đóng băng. Thấy như vậy một màn, đầu tiên nhảy dựng lên chính là địa phủ từng cái bọn quỷ xoa lần đầu tiên tới tiên giới, thiên đế đều dễ nói lời nói, thương lăng nhưng lại không thể không sợ. Vừa nhìn thấy đóng băng vạn dặm, bọn quỷ xoa toàn thân tế bào lỗ chân lông đều run rẩy Cái kia sợ hãi, phảng phất sớm đã trồng vào cốt tùy. Thương lăng thượng thần tha mạng A. Bọn quỷ xoa nhảy dựng lên, đối lấy giữa không trung thương lăng bắt đầu quỳ lại. Các quỷ hồn bình thường kính trọng nhất trừ diêm vương chính là quỷ sai, bây giờ quỷ sai nhất tề quỳ xuống. Các quỷ hồn nào dám không theo? thế là sở hữu đại quỷ đám tiểu quỷ nhất tề đối lấy giữa không trung thương lăng dập đầu. Thương lăng thượng thần tha mạng A, hồ to một đợt cao hơn một đợt như là tại tín ngưỡng sùng bái. Chàng diện mười phần đồ sổ. Cái này nhất chuyển thay đổi, để cho chỉ hề hầu như không thể phản ứng kịp. Tại đây trong mộng cảnh, ngay cả thiên đế đều trở nên như vậy kinh sợ thương lăng lại vẫn xấu như vậy. Nhưng vào lúc này, thương lăng khoát tay, một đạo pháp lực hướng phía phía dưới đại quỷ đám tiểu quỷ đánh tới thấy như vậy một màn chỉ hề lòng căng thẳng không ổn muốn là những quỷ này kém quỷ hồn đều chết ở chỗ này địa phủ liền muốn đại loạn nhân gian cũng muốn đại loạn thế giới này đã đủ đủ loạn không thể lại loạn thế là nàng nhanh lên một đạo pháp lực đánh tới trực tiếp đem thương lăng pháp thuật đánh vặt ra thương lăng ngẩng đầu ngưng lông mi nhìn về phía chỉ hề chỉ hề trong lòng máy động sẽ không phải là muốn cùng với nàng đánh nhau a à, mặc dù là ở trong giấc mộng nhưng nàng cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng được cái này thương lăng a Cái kia thương lăng thượng thần, có thể động thủ cũng đừng nói nhao nhao. Thương lăng sửng sốt, ừm hắn giơ tay, đang muốn tiếp tục đánh. Chỉ hề toàn bộ tạc càng sốt ruột càng phạm sai lầm. Nàng nhanh lên điểm mũi chân một cái hướng phía thương lăng nhào tới. Đừng đánh đừng đánh ta không phải ý tứ này ta là nói chúng ta giảng đạo lý. Người theo ta giảng đạo lý. Chỉ hề gật đầu như dã tỏi. Ta từ trước tới giờ không giảng đạo lý. Tại đây chỉ hề làm tốt đại làm một trận chuẩn bị thời điểm, Thương Lăng bỗng nhiên cúi đầu, một ngụm hôn lên nàng môi. Khí tức quen thuộc quanh quẩn bên người, chỉ hề tâm bỗng nhiên đông một chút. "Ngươi, ngươi là thật?" Thương Lăng nhếch miệng lên, buồn cười nhìn nàng. "Nếu không ngươi nghĩ sao? Vậy ngươi còn động thủ? Bọn hắn không thể chết a. À? Ai nói ta muốn giết bọn hắn? Đem bọn họ vây khốn đỡ phải chạy loạn khắp nơi lại dày vò sự tình." cũng biết sạch mới tốt tìm nha nha cùng vân triệt chỉ hề bừng tỉnh đại ngộ vậy ngươi tiếp tục ừm thường lăng cúi đầu tiếp tục hôn chỉ hề cành 830, địa phủ nồi hầm lớn bốn lúc này phía dưới quỳ một đám đại quỷ đám tiểu quỷ ồn ao trời ạ à, từ mệnh đại nhân thật đuổi ngược thành công rồi hảo thủ đoạn a càng tràn trề càng dũng cảm càng thành công a dưới ban ngày ban mặt thật không ngờ hoa thức đẹp đẽ tình yêu nhất định chính là tại ngược chúng ta những thứ này cô hồn dã quỷ a tất cả đều vui vẻ, đại đoàn viên kết cục á. Nghe được phía dưới đại quỷ đám tiểu quỷ hưng phấn không thôi thanh âm, chỉ hề cả khuôn mặt đều phồng hồng. Nàng đuổi ngược thương lăng lời đồn từ trên trời truyền tới dưới đất càng truyền càng hắc. Chấm chấm, nàng đời này cũng đừng nghĩ tẩy trắng. Có thể rõ ràng chính là thương lăng đang đuổi nàng được không? Chỉ hề lệ rơi, đẩy ra thương lăng. Mau nhìn, lại muốn lạt mềm buộc chặt. Hảo thủ đoạn, trước câu lại thả lại câu lại. a à chỉ hề một đạo pháp thuật đánh tới đại quỷ đám tiểu quỷ lập tức liền an tĩnh nhưng vào lúc này thương lăng một đạo pháp thuật ngưng tụ lại đem toàn bộ cuộc yến hội đóng băng liền một điểm khe hờ cũng không lưu lại liền quỷ đều xuyên không qua đi thương lăng đưa tay lâu trụ chỉ hề eo mang theo nàng mặc qua thật dày lớp băng ly khai toàn bộ cuộc yến hội thương lăng người cao điều như vậy thật tốt sao ừm ta không lỗ ta thua thiệt cái kia bồi thường một chút Thương Lăng nói xong nâng lên chỉ hề khuôn mặt một ngụm hôn lên nàng môi, nhẹ nhàng chằn chọc mút vào. đủ, không đủ còn có thể lại tiếp tục. Chỉ hề đẩy một cái Thương Lăng đưa hắn đẩy ra xa mấy bước. trước tìm Vân Triệt cùng nha nha quan trọng hơn. nàng quay người lại nhanh lên bay đi, đỡ phải không cẩn thận lại bị bồi thường. bay đến giữa không trung sau đó chỉ hề móc ra trong tay băng liên linh bàn mảnh vụn rót vào pháp lực mảnh vụn lóe lên mang theo nàng hướng Vân Triệt phương hướng bay đi. Chỉ hề đột nhiên cảm giác được đồ chơi này liền cùng máy xác định vị trí, quả thực không nên quá dùng tốt. Quay đầu Vân Triệt từ băng liên linh bàn bên trong sau khi đi ra, nàng được treo ít đồ ở trên người hắn, tùy thời định vị, chuyên trị hùng hài tử. Không có không lâu sau, Chỉ hề cùng Thương Lăng tìm được Vân Triệt cùng nha nha. Nhưng bọn hắn nơi này địa phương để cho Chỉ hề một lòng treo lên. Hai thằng nhóc nằm nơi nào không tốt, vậy mà nằm ở Chu Tiên Đài bên cạnh cũng không biết không cẩn thận lăn xuống đi gặp có cái gì hậu quả. Nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch mau mau xông xuống dưới. Chứng kiến chỉ hề, Vân Triệt cao hứng lắc lư lấy tiểu thủ. qua à nha. Ngay cả nha nha cũng hưng phấn quơ móng vuốt hướng nàng vẫy tay. A à a, à, cái này hai tiểu tử kia đều hưng phấn như vậy, đối nguy hiểm hồn nhiên, không cảm giác, nàng suýt chút nữa đều bị hù chết được không? Nàng rơi vào chu tiên đài bên trên, chứng kiến Vân Triệt cùng nha nha nằm cái bụng tròn vo tình huống gì chỉ hề một tay xốc lên một cách kiểm tra cẩn thận hai thằng nhóc tình huống ra cái bụng tròn vo dường như không có khác biệt vấn đề gì ăn quá no lúc này thương lăng cũng rơi xuống a nha a nhà à, nha cao hứng gật đầu toàn bộ địa phủ quỷ đều bị nó bắt được trong giấc mộng hấp thu nhiều như vậy ký ức toái phiến có thể không chống đỡ sao thương lăng đưa tay một đạo pháp lực bao trùm tại hai người trên bụng để bọn hắn hơi chút thoải mái một ít nhà nhà ăn quá no cái kia vân triệt tình huống gì vân triệt là bị năng lượng rót vào nhiều coi như là ăn quá no đột nhiên một đạo uy áp mạnh mẽ đè xuống ép tới người hầu như không thở nổi chỉ hề có thể cảm giác được cái này uy áp là từ mộng cảnh ở ngoài truyền đến Làng.